Hello anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên đầu tuần ngày 22 tháng 7. Thì sau vài hôm thì thị trường của chúng ta vào cuối tuần trước gặp những cái biến động lớn, và sau đó thì cuối tuần lại có thêm những cái thông tin nó không được hay cho lắm, cũng như là chúng ta có cái sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì thị trường lại tiếp tục gặp áp lực bán vào ngày hôm nay. Đúng không ạ? Và hiện tại thì ngày hôm nay thị trường nó đã xuống đến những cái vùng hỗ trợ gần như là cuối cùng của nó, tức là vùng 1250, 1246 đến 1250, và nó có cái sự rút chân như thế này. Thì liệu cái sự rút chân này là tốt hay xấu? Thị trường có thể bật hồi lại hay là lại cơ chân bàn đi xuống? Và anh chị sẽ cần chú ý những cái mã cổ phiếu nào và cách đánh của thị trường ở thời điểm hiện tại ra sao, và chúng ta phải cơ cấu danh mục như nào để có thể là bảo toàn vốn, thì tất cả sẽ có trong video của em ngày hôm nay anh chị ha. Ok. Thì đầu tiên chúng ta phải thấy được rằng là buổi sáng nay khi mà thị trường của chúng ta nó có một cái vận động bị đạp xuống ngay đầu phiên xuống tận cái vùng 1254, sau đó rút chân ngay trở lại ở khoảng tầm giữa phiên sáng. Thì theo cái thông tin em nhận được là cái việc mà thị trường nó bị đạp cuối phiên vào ATO này, thì nó do cái việc đó là cái việc những cái thông tin xấu ở cuối tuần về những cái doanh nghiệp, hoặc là những cái thông tin về những cái lãnh đạo thượng tầng của chúng ta, cộng thêm vào đó đó là cái việc mà gì ạ, các công ty chứng khoán họ bắt đầu họ siết margin và họ call margin, nó dẫn đến short sell của các nhóm cổ phiếu. Và chúng ta biết là nhóm cổ phiếu nào rồi, đúng không ạ? Chính là nhóm bất động sản. Và nó đã khiến thị trường trong cái phiên ATO nó giảm như này. Và thị trường thì gì ạ, khi mà short sell thì nó sẽ có 3 giai đoạn, đúng không ạ? Thường nó sẽ có 3 giai đoạn. Thứ nhất là ATO, đúng không ạ? Thứ hai là những cái khung giờ khoảng tầm từ 10 rưỡi đến 11 giờ, tức là những cái khung giờ này. À, những khung giờ này mà thị trường của chúng ta nó tiếp tục nó call margin, chúng ta có thể thấy được rằng là volume ở những cái vùng này, đúng không ạ, thường nó sẽ cao lên đột biến một chút, sau đó nó lại hạ dần. Thì đây là những cái thời điểm mà call margin vào buổi sáng. Và buổi chiều thì thường là tầm 2 giờ chiều đây, tức là khoảng tầm từ 2 giờ trở đi, thì hôm nay muộn hơn một chút là khoảng tầm gần 2 rưỡi là thị trường của chúng ta nó có cái nhịp, đó là nhịp call margin cũng như là short sell, và sau đó thị trường của chúng ta rút chân vào trong ATC. Đấy, thì đây là cái việc rất là bình thường thôi, khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái dấu hiệu rủi ro và những cái mã cổ phiếu nó đã giảm quá nhiều rồi mà thị trường lại còn không ủng hộ nữa, thì cái việc call margin để thu tiền về của các công ty chứng khoán là chuyện rất là bình thường. Và một số những cái bài báo chúng ta có thể nhận được ngày hôm nay đó là cái dư nợ cho vay margin của các công ty chứng khoán. Để lý giải cho cái việc mà dư nợ cho vay margin ở các công ty chứng khoán họ tăng nhiều so với cái năm 2022, đúng không ạ? Và đặc biệt là cái mốc lịch sử 1.500 này nó đã vượt qua cả mốc lịch sử rồi, cái giai đoạn mà dư nợ margin cho vay ở thời điểm hiện tại nó đã vượt mốc 1.500 ở năm 2022 rồi. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được rằng là năm nay, thì để lý giải cho cái việc này thì khi mà bắt đầu từ khoảng tháng 12 năm 2023, nhóm ngân hàng kéo mạnh, đúng không? Đấy, nhóm ngân hàng kéo mạnh, hoặc là những cái giai đoạn mà ngân hàng nó bắt đầu nó có sự tích lũy và hiện tại đang kéo mạnh, thì gì ạ, thì chủ yếu cái margin này nó nằm ở trong tay những cái nhà đầu tư tổ chức, hoặc là những nhà đầu tư họ đầu tư vào nhóm ngân hàng và họ mua nhóm ngân hàng. Thì ở thời điểm hiện tại khi mà nhóm ngân hàng nó đang là cái nhóm giữ tiền khá tốt, mà lúc mà thị trường giảm này nhóm ngân hàng lại là nhóm giữ tiền khá tốt, thì chúng ta có thấy được rằng cái sự call margin nó không đến quá nhiều, đúng không? Mà nó chỉ đến từ những cái nhóm bất động sản, như chúng ta có cổ phiếu Novaland ngày hôm nay, đúng không? Chúng ta có cổ phiếu Novaland ngày hôm nay tiếp tục thủng đáy, đúng không ạ? Tiếp tục thủng đáy và đang đi tìm đáy. Đấy, thì khả năng thì nó lại về đến những cái vùng đáy cũ, như là cái vùng giá 10 này thôi, 10.5 và 10. Đấy, thì chủ yếu là riêng lẻ là nhóm bất động sản nó bị call margin thôi, chứ không 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 có quá nhiều cái sự call margin ở thị trường trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Tức là sáng nay thì nó dồn tổng tất cả từ những cái tin xấu này, từ cái việc mà Dow Jones nó giảm từ khoảng thứ năm và thứ sáu tuần trước, nó tăng nóng quá, nó tăng khoảng tầm 700 điểm. Đúng không? Hơn 700 điểm trong khoảng tầm chỉ 3 4 phiên thôi, và nó đã vượt cái vùng đỉnh mọi thời đại, thì nó việc nó test lại đỉnh là chuyện rất là bình thường, hoặc là nó tăng nóng và nó bị chốt là rất là bình thường thôi. Và chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc mà chính trị ở thời điểm hiện tại ở bên Mỹ, thì khả năng là gì, Donald Trump sẽ là tổng thống ở trong cái nhiệm kỳ sắp tới, khi mà cái vụ ám sát trượt ông này đấy, thì cái tỷ lệ phiếu bầu tăng lên một cách đột biến. Và tất nhiên là khi Trump lên và cái sự cứng rắn của ông đấy trong những cái cuộc chiến tranh thương mại, trong những cái việc đánh thuế và những cái nền kinh tế, cũng như là đặc biệt là Trung Quốc, đúng không ạ, đang rất là e ngại cái việc này đấy, e ngại cái việc này. Thì anh chị có thể thấy được rằng là trong cái đợt vừa rồi cũng như là cái đợt này, thì
những cái nhà đầu tư cũng như là những cái nguồn vốn nó đến từ Trung Quốc ấy, nó rút dòng khá là nhiều ở bên những cái thị trường như là thị trường Mỹ, đúng không? Và thị trường của chúng ta đợt vừa rồi thì cũng dòng vốn nước ngoài nó cũng có một phần là đến từ Trung Quốc bị rút dòng ra đấy. Thì đa số là tại sao các nền chứng khoán cũng như là, xin lỗi, các thị trường chứng khoán ở trên thế giới đợt vừa rồi nó tăng mạnh, đúng không? Mà thị trường của chúng ta nó lại đi ngược đấy. Thì gì ạ? Thì nhất là Dow Jones và những cái chỉ số chứng khoán của châu Âu nó tăng mạnh, thì khi bây giờ nó điều chỉnh thì dòng vốn nó rút ra, thì gì ạ? Nó lại mò vào những cái gì ạ? Những cái thị trường như chúng ta, những cái thị trường đang có sự chiết khấu, những cái thị trường đang có cái sự tích lũy, và những cái thị trường đang gì ạ? Đang có những cái vận động khá là phù hợp cho một cái nhịp uptrend trong giai đoạn sắp tới, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể thấy được rằng là dòng ngân hàng trong khoảng thời gian vừa rồi mà nó không rơi, đúng không ạ? Như MBB hay ACB nó tích lũy lại trong khoảng thời gian vừa rồi và bây giờ nó đánh lên, thì diện thị trường cực kỳ là sáng cửa đấy, đối với những nhà đầu tư nước ngoài. Họ rút dòng từ những cái nhà đầu tư từ những cái thị trường mà nó tăng nóng để họ chuyển sang thị trường chúng ta đấy. Tự doanh thì không biết là hôm nay có số liệu chưa, hôm nay thì hôm nay chưa có số liệu, đúng không? Nhưng mà theo một số cái số liệu nguồn tin mà em xem thì tự doanh ngày hôm nay mua dòng, đúng không? Nước ngoài thì cũng mua dòng đấy, thì đây cũng là một cái tín hiệu tích cực cho chúng ta nhá anh chị nhá. Đấy, thì đấy là lý giải tại sao mà margin cái giai đoạn này dư nợ tăng rất cao đấy, thì chủ yếu là đến từ nhóm ngân hàng anh chị nhá, đến nhóm ngân hàng đấy. Thì cái vận động ngày hôm nay của thị trường là gì ạ? Là vẫn là một cái vận động quen thuộc trong cái khoảng thời gian vừa rồi, đó là vận động rút chân, và chúng ta cũng đã vẽ ra cái mẫu hình tam giác này trong khá là lâu rồi, đúng không ạ? Khoảng tầm gần 2 tuần rồi thị trường nó đang đi rất là đúng với cái mô hình tam giác này đấy. Nó có thể là về xuống cái biên dưới, nhìn rộng ra về biên dưới thì chúng ta lại có một cái biên sideways như này, đúng không ạ? Chúng ta lại có một biên sideways như này, xuống dưới thì nó lại gì ạ? Nó đẩy lên trên, và rất là nhiều lần đó là khi mà thị trường xuống những cái vùng dưới này sẽ là những cái vùng rất là hoảng sợ của nhà đầu tư, đúng không ạ? Lên đây thì rất là hưng phấn, còn xuống đây thì rất là hoảng sợ đấy. Thì chúng ta cũng sẽ cùng mong chờ vào một cái kịch bản, đó là thị trường về đến những cái biên hỗ trợ bên dưới này thì nó sẽ có cái lực bật tăng lên, và rất là nhiều những cái phiên rút chân như này nhưng thị trường cũng không tăng được thì chúng ta cũng đừng có hy vọng quá nhiều, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải đặt một cái cửa lui là khi mà thị trường cứ rút chân như này, đúng không ạ, thì nó sẽ giảm theo kiểu đó là kiểu cưa chân bản, nó hồi một chút sau nó lại gì ạ? Nó lại giảm nhá anh chị nhá. Nên là chúng ta không đặt hoàn toàn 100% cửa vào cái việc mà thị trường hồi, kể cả đây là một cái hỗ trợ khá là cứng của thị trường là vùng 1240 nhá, nó vẫn phải phải phòng thủ và đưa cổ phiếu về một cái tỷ lệ an toàn đấy. Thì trong cái khoảng thời điểm này thì danh mục của chúng ta có hai cổ phiếu, đó là PVP, đúng không ạ, cũng đang được giữ khá tốt, hoặc là FLT chúng ta mua ở cái phiên ngày 18 tháng 7, và hiện tại ngày hôm nay thì cũng có khuyến nghị anh chị là chúng ta mua thêm đấy, có khuyến nghị anh chị mua thêm là phiên này anh chị có thể cân nhắc mua tiếp với FRT giá đỏ dành cho nhà tư chưa mua và nhà tư chưa mua đủ tỷ trọng. Thì FRT ngày hôm nay nó đỏ cả phiên và cuối phiên nó kéo, đúng không ạ? Và trong phiên thì nó cũng vận động với một cái thanh khoản rất là thấp thôi, tức là nó bị đè cùng với thị trường chứ không phải nhà tư ở trong những cái mã cổ phiếu dạng như FLT này nó diện họ bán ra, đúng không ạ? Họ bán đồ ạt và bán tháo ra. Và không chỉ riêng FLT, những cái mã cổ phiếu trong nhóm bán lẻ ngày hôm nay cũng là khỏe, như DG World này, gọi chúng ta có MWG, với những cái điểm mua mà chúng ta đã xác định trước là khi nó về biên dưới hoặc là về cái đường MA50 màu tím này. Và hiện tại MWG vẫn vận động khá là khỏe, đúng không ạ? Vẫn khá là khỏe và tích cực so với thị trường. Còn lại thì đa số ngày hôm nay thị trường giảm điểm khiến cho các mã bị tiếp tục lại bị bán với 350 mã đỏ và chỉ có 96 mã tăng thôi, đúng không ạ? 96 mã tăng thôi. Đấy, cái chúng ta nhìn thấy tích cực của thị trường ở đây đó là cái dư nợ margin, ok có thể là nó cao nhưng mà nhóm ngân hàng vẫn là một cái trụ đỡ của thị trường, và vẫn có những cái nhóm mà nó đi ngược được với thị trường. Đấy, nó đi ngược với thị trường tức là nó cho chúng ta thấy có một cái sự phân kỳ chứ không phải là đồng loạt giảm hết, đúng không ạ? Và vẫn có những cái nhóm mà giữ tiền được cho thị trường. Thì chúng ta sẽ cùng đề phòng cái kịch bản là nếu những cái nhóm đấy gãy, ngân hàng gãy, chứng lớn gãy thì thị trường diện chúng ta sẽ giảm rất mạnh. Nên là đây không phải là cái thời điểm mà anh chị all in, mà chúng ta sẽ cần phải lợi dụng những cái điểm bull trap, những điểm rút chân ở trong phiên để chúng ta có thể là cơ cấu những cái mã cổ phiếu yếu ra. Đấy, thì trong cái cập nhật ở phiên này, đúng không ạ, chúng ta có những cái nhận định đó là nhịp bull trap kéo dài thường diễn nhịp nhịp bull trap kéo hồi thường diễn ra trước 14 giờ. Hoặc 14 giờ anh chị em tranh thủ bán ra các mã trading T0 mua phiên sáng và cân nhắc loại bỏ bớt 1/2 các cổ phiếu đang lỗ trong danh mục. Đấy, thì anh chị có thể thấy được rằng là trước 2 giờ, đúng không ạ, chúng ta có cái điểm hồi phục đầu tiên là 13 giờ 20.
Đấy, bắt đầu lên đến 13h42 chỉnh lại, bắt đầu lại gì đến 2 giờ bắt đầu hồi tiếp. Đấy, bắt đầu hồi tiếp thì đây là những cơ hội để chúng ta hạ hàng ở trong những cái phiên mà thị trường rút chân như thế này. Đấy, phiên để chúng ta hạ bớt hàng ra anh chị nhá. Tại sao phải hạ hàng, đúng không? Bởi vì thị trường, mỗi khi thị trường nó có một cái ổ khóa mới thì chúng ta sẽ gì ạ, phải đánh một cái chìa khóa mới để có thể là mở được cái chìa khóa của thị trường, cái ổ khóa của thị trường. Thì thị trường đang nói chúng ta là gì ạ? Là những mã cổ phiếu có câu chuyện, có cơ bản. Đấy, một là nó không rơi nữa, nó đi ngang tích lũy, hai là nó lại tăng ở trong thời điểm này thì chúng ta sẽ phải cơ cấu sang những mã đó, đúng không? Chẳng hạn như là hôm nay có một anh trong nhóm hỏi em đó là MBB thì có mua được không, thì em cũng bảo là nếu nó giảm xuống khoảng tầm 24 hoặc là tầm dưới 25 thì anh chị có thể mua, đúng không? Bởi vì những cái mẫu hình như thế này chúng ta đã xác định trước. Đây, với MBB chúng ta cũng đã xác định là gì, nó lên cản này nó sẽ phải điều chỉnh, đúng không? Thì điều chỉnh thường nó sẽ vẽ một cái cốc tay cầm như này ở đây. Đó, thì đâu đó quanh cái khu vực 24 này là anh chị mua MBB sẽ là đẹp nhất nhá. Đấy, như ACB đây, đúng không? Chúng ta có thể thấy được rằng là cái mũi tên này chúng ta cũng vẽ từ khá là lâu khi nó chạm những cái hỗ trợ này rồi, thì hôm nay nó bật lên và nó gặp cái kháng cự trên thì nó điều chỉnh xuống, thì nó sẽ phải diện nó sẽ phải vòng xuống bắt đầu nó mới có thể lên được tiếp. Nên là những cái điểm bên dưới này sẽ là những cái điểm mà anh chị có thể là diện giải ngân vào nhóm ngân hàng, ít nhất là nó sẽ giữ tiền được cho chúng ta ở thời điểm hiện tại nhá. Đấy, những cái mẫu hình như là mẫu hình cốc tay cầm thì cái việc thành công của mẫu hình cốc tay cầm ở thời điểm hiện tại nó khá ít đối với các nhóm khác. Nhóm ngân hàng thì nó đã có nền tảng tích lũy rồi đấy, chẳng hạn như chúng ta có DPG này, à chúng ta có những cái mã như là gì, GVR này, đúng không? Cũng cốc tay cầm đấy, cũng cốc tay cầm, nhưng trước đấy nó lại là một cái nhịp tăng và nó chưa có cái nhịp tích lũy nào cả mà nó tạo cốc tay cầm luôn, đúng không? Thì cái biến động của nó đang gì ạ, siết chặt dần, nhưng gì ạ, khi nó break lên thì nó lại không break được tiếp mà nó vẫn đi ngang lình xình như này đấy. Và chúng ta cũng đã có những cái gì ạ, những cái nhận định trước về cổ phiếu này là gì ạ, nó lên cản mà nó vượt cản như này và break sẽ không phải là những cái điểm mua ở trong thời điểm hiện tại, thì cổ phiếu đúng không ạ, break vượt cản sau đó đi ngang lình xình và rơi, đúng không? Và với những câu chuyện của GVR nữa liên quan đến công ty Quốc Cường Gia Lai cũng như là mã cổ phiếu QCG đấy, thì hiện tại là QCG đang sàn rất nhiều phiên rồi và GVR thì vẫn đang trong cái quá trình phản ánh tin xấu nhá, thì nó cũng sẽ cần những cái thời gian đó là ngừng rơi và cân bằng, thì hiện tại đang về hỗ trợ nhưng chưa có cái nhịp rút chân thì khả năng nó sẽ tiếp tục xuyên thủng hỗ trợ và nó sẽ tìm những cái vùng cân bằng mới ở phía dưới. Cái việc mà xác định là bao giờ nó hồi thì chúng ta sẽ cần gì ạ, xác định những cái vùng cân bằng, đúng không? Phải có vùng cân bằng thì nó mới hồi, còn nó cũng cứ giảm như này, đúng không? Nó cứ giảm như này thì chúng ta không thể nào xác định và đoán được đâu anh chị nhá. Nên anh chị cỡ nào cầm GBR chú ý, và cũng có rất nhiều anh chị hỏi em là GBR lên cái điểm trên này thì có bán không, chắc chắn rồi những cái điểm break đối với em không bao giờ sẽ là điểm mua mà sẽ là những cái điểm bán, kể cả những cái mã như là DPG lần trước, đúng không ạ? Cũng có anh hỏi em ở trong nhóm anh Ngô Thành An ấy, đúng không ạ? Có hỏi em là DPG lên đây có bán không, nếu bảo là cản rồi phải bán thôi. Đấy, không bán thì chúng ta có phải là mất toi rất là nhiều công sức chúng ta cầm nắm không ạ? Đấy, thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà tạo ra những cái mô hình, đúng không ạ, dạng cốc tay cầm này đây. Đấy, cốc tay cầm đúng không ạ? Đấy, đây còn đây còn còn mẫu hình vai đầu vai ngược cơ, đúng không ạ? Nhưng nó không tiến lên trên mà nó lại đi xuống dưới, bởi vì trước đấy nó không có cái giai đoạn tích lũy quá dài, đúng không ạ? Mà nó là một nhịp tăng đấy, nhưng nhóm ngân hàng nó lại khác, đúng không ạ? Nó có những cái nền tích lũy rất là gì ạ, rất là đều, đúng không ạ? Nền tích lũy rất là đều đấy, ACB MBB giống hệt nhau, đúng không ạ? Có những cái nền tích lũy thì đây gì ạ, những cái độ tin cậy của nó sẽ cao hơn nhá, độ tin cậy của nó sẽ cao hơn. Hoặc là SSI này, những cái cổ này có những cái nền tích lũy sau cái nhịp tăng này thì gì ạ, rất dễ trong khoảng thời gian sắp tới chứng lớn nó sẽ kéo, đúng không ạ? Chứng lớn nó sẽ kéo khi mà SSI nó ở những cái vùng này đấy, hoặc là gì ạ, hoặc là VCI ở trong những vùng trading range này, đúng không ạ? Những cái vùng mà lên trên bán lên xuống dưới mua, đúng không ạ? VCI hay là HCM có những vùng trading range lớn đây, đánh trong biên lớn như này đấy, nó không rơi, nó cứ xuống biên dưới rồi nó bật lên biên trên thôi. Đấy. Trong khi ngược lại cái sự phân hóa diễn ra, chúng ta có CTS đây, chúng ta có CTS bắt đầu sàn ngày hôm nay, đúng không ạ? Những cái mã cổ phiếu nó tăng và nó không có sự tích lũy, nó đòi hỏi là tăng tiếp và khỏe hơn, thể hiện cái sự khỏe hơn so với thị trường ở trong những cái phiên trước thì hôm nay nó bắt đầu sàn. BVS cũng vậy, chưa bao giờ là một cổ phiếu mạnh anh chị nhá, đến mạnh như MBS ngày hôm nay còn có những cái gì điểm sàn rồi, đúng không ạ? Những cái điểm giảm 6,78% đã gần 7% rồi, làm bằng một cây sàn là HSX rồi. Hay là những con như VDS này hôm nay bắt đầu sàn đấy, chứng nhỏ bắt đầu gì ạ, đầu giảm thì chứng to bắt đầu tích lũy và khả năng sắp tới nó sẽ đi lên nhá.
Anh chị nào có chứng lớn thì cũng có thể là nếu mà bán rồi thì có thể là mua lại ở cái vùng nền này. Đấy, thì em đánh giá là chứng lớn nó cũng sẽ giống ngân hàng ở cái thời điểm sắp tới khi mà nó đã tạo những cái nền đủ chọc rồi và nó sẽ đánh lên. Đấy, thì anh chị lưu ý. Còn tất cả những nhóm khác ngoài bán lẻ, ngoài chứng khoán lớn và ngoài ngân hàng ra thì rất ít hoặc là hầu như không có nhóm ngành nào chúng ta có thể chú ý được, bởi vì nó đang rất là xấu, đúng không ạ? HPG này thì thủng nền rồi này. Đây, thủng nền này nó còn không bật lại lên được những cái vùng trên. Thì em đánh giá là HPG nó sẽ tạo nền quanh đây thôi, đúng không? Quanh những hỗ trợ này nó sẽ tạo nền và nó lên bên trên rồi nó xuống bên dưới. Nam Kim thì xấu hơn, đúng không ạ? Nam Kim thì xấu hơn, Nam Kim thì không 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 đẹp đấy, và những mã cổ phiếu này nó không phải là một cái mã cổ phiếu anh chị có thể là giữ được nhá. Đấy, khi mà nó đang tạo cái mẫu hình song song giảm này, đỉnh sau thấp đỉnh trước, đáy sau thấp đáy trước, thì gì ạ, những cái vùng đáy khi nó chạm xuống những cái vùng này, những cái vùng mà cái đường chéo bên dưới này thì anh chị đừng bán nữa, đúng không ạ? Đợi nó hồi lên đến những cái vùng trên đấy thì chúng ta mới bán, đúng không? Nó có hồi được hay không thì chỉ có thị trường mới quyết định thôi, nhưng đấy gì ạ, cũng là những cơ sở để chúng ta đưa ra quyết định giữ hay bán cổ phiếu, còn hơn là chúng ta không có cái quyết định gì, chúng ta bán hay là mua bừa anh chị nhá. Đấy, thì đối với Nam Kim là như vậy. Hoa Sen thì sao, cũng đã gãy khỏi cái trading range này rồi và ngay bên dưới Hoa Sen là hỗ trợ, đúng không? Ngay bên dưới vùng 21-22 là hỗ trợ, anh chị có thì cầm tiếp chờ Hoa Sen về hỗ trợ bật lên thì bán, đúng không? Còn nó rơi này bán là muộn rồi, gãy cái nền này đã phải bán rồi nhá, gãy cái nền này đã phải bán rồi. Đấy, SMC thì gì ạ, hôm nay SMC nó có một cái tín hiệu, đó là chúng ta có thể nhìn đến 1 giờ, đúng không? SMC nó đã có cái tín hiệu phân kỳ MACD khi mà gì ạ, đỉnh đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng mà gì ạ, MACD đáy sau cao hơn đáy trước và gì ạ, RSI cũng đã bắt đầu phân kỳ rồi. Đấy, tức là RSI nó đã về vùng quá bán, đúng không ạ? Đã về vùng quá bán, đường giá thì về đến vùng quá chửi rồi. Đấy, thì rất là dễ khả năng những cái con này trong 1-2 phiên tới nó sẽ có một nhịp hồi và có thể là sẽ có một cây trần đấy chị nhá. Có thể có một cái trần đối với gì ạ? Đối với SMC thì lúc ấy chúng ta sẽ bán ra những cái điểm mua mà kẹt đối với SMC anh chị nhá, bán ra. Đấy, hỗ trợ cũng ngay dưới rồi. Đấy, hôm nay sàn ok không sao cả, đúng không? Ngày mai nó có thể là xuống thêm một chút nữa và em tin rằng là SMC nó sẽ đánh bật lại một cây để chúng ta có thể là thoát hàng nếu mà chị nào chưa kịp kịp thoát. Thép này, dầu khí thì không nói rồi, đúng không ạ? Pao gãy này rồi thì về MA50 nó bật hồi, nhưng mà hồi với con thấp này thì cũng không tin cậy anh chị nhá, cũng không tin cậy. PVD hay là PVS thì em cũng đã nói rồi, những cái con này rất là khó chơi, đúng không? Những con này cực kỳ là khó chơi, PVS PVD này. Đấy, trừ khi nó giảm cực kỳ sâu thì chúng ta mới có thể là mua được, còn nó đánh nó không theo hàng lối cũng như là kỹ thuật nào cả, toàn râu nến cũng như là vẽ nến này. Đấy, còn công nghệ như Viettel này, đấy, chúng ta bán đúng cây này, đúng không ạ? Cái cây ngày 12 tháng 7 này và nó rơi, bởi vì sao ạ? Trước đấy nó đã có tín hiệu vẽ nến rồi, đúng không ạ? Nó vẽ nến như này thì nó đã không còn thanh thoát và cái lượng cung hàng cũng như là cầu của nhà tư tổ chức họ đang không kiểm soát được. Đấy, em đã nói trong những video trước rồi. Hay là TCM anh chị thấy không ạ? Bắt đầu có cái sự vẽ nến này. Đấy, bắt đầu có sự vẽ nến từ ngày 16 tháng 7 này. Đấy thì hiện tại vẫn đang trôi dần trôi dần. Đấy thì nếu mà nó đi ngang được ở đây, nó sống sót qua cái giai đoạn thị trường của chúng ta nó bất ổn như thời điểm hiện tại thì khả năng nó sẽ hồi được lên cái biên trên này. Đấy, thì có vẫn có thể là tiếp tục giữ, đúng không ạ? Tiếp tục giữ và bao giờ thủng hỗ trợ này chúng ta sẽ tính đến phương án cắt nhá. Hỗ trợ vùng giá 47 này. Đấy. À, cao su thì GVR mà đi thì chắc là DRC hay DRI thì cũng không khá hơn mấy. DRI này, đấy DRI này, chúng ta cũng đã vẽ trước rồi. Vẽ trước rồi. DRC này, đúng không ạ? DRC thì gãy một phiên ở đây rồi, hiện tại đang đi ngang dưới này, có thể là sẽ giảm tiếp. Đúng không ạ? Sẽ giảm tiếp về cái hỗ trợ bên dưới này. Đấy, về hỗ trợ bên dưới này nhá. Nên là bán sớm được lúc nào thì bán, cầm tiền. Còn anh chị cầm ngân hàng chắc chắn là em sẽ không bảo anh chị bán rồi nhá. Cầm ngân hàng chắc chắn không bảo anh chị bán rồi. Còn những cái con này chúng ta nên bán sớm nhá. Đấy, oi này. Mẫu hình thu hẹp biến động này, nhưng mà anh chị thấy không ạ? Chưa đến cuối mẫu hình nó đã bật rồi. Đúng không ạ? Nó bật sớm này là kiểu gì cũng ăn bull trap. Đấy. Thì đây, bull trap đây, giảm rõ ràng. Đúng không ạ? Đấy, về MA20 rồi. Đấy, về 20 rồi, nhưng mà những cái trendline mà nó quá dốc như này anh chị nhá, trendline nó quá dốc như này thì thường nó sẽ không có cái độ tin cậy cao đâu. Nên anh chị chúng ta không 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 nên theo dõi những cái cổ phiếu mà nó có trendline dốc như này, đúng không? Thường là 45 độ là đẹp nhất, 45 độ là đẹp nhất, trendline như này là đẹp nhất. 45 độ trở xuống là chúng ta có thể là gì ạ, tin được, tưởng được cái trendline. Còn cái trendline mà nó dốc đứng như này thì nó cũng thể hiện là cái cổ phiếu nó đánh quá gắt, đúng không?
khi mà nó đánh quá gắt thì rất dễ là nó sẽ không tuân thủ những cái phân tích kỹ thuật của chúng ta nhá. Nó nên đi nền nã và bình thường thôi. Dầu khí đúng không ạ? Điện thì có gách này, đúng không? Gách nhưng mà vẫn trong một cái biên sideways rất lớn nhá. Biên sideways lớn như này sau khi mà nó đánh lên. Đấy, thì cái thủng biên này anh chị bán, chúng ta lỡ đủ trên này thì thôi chúng ta chờ nó hồi lên thì chúng ta cắt. Đấy, còn nếu mà nó thủng cái hỗ trợ này thì chúng ta sẽ phải cắt nhá, sẽ phải cắt. Con ri này đấy, bắt đầu là tạo tạo đỉnh rồi đây đúng không ạ? Đấy, nhưng những con này nó sẽ không tạo đỉnh ngay đâu, nó xuống những cái đường này, những cái đường MA 20 này thì khả năng nó sẽ bật lên ở trong những cái phiên sắp tới, và bật thì nó chỉ bật đến được đến những cái vùng này thôi, anh chị cũng đừng kỳ vọng quá nhiều nhá. Những con dạng như là BCG thì không nói rồi đúng không ạ? Trong một cái chiếc đỉnh range rất lớn, nó về bên dưới nó sẽ lại lên lại bên trên thôi, nhưng mà những con này em sẽ không khuyến nghị anh chị là chúng ta giữ. EVF này, một cổ phiếu được hô hào rất nhiều về cái game của nó đúng không ạ? Về game của nó thì nó cũng về để hỗ trợ rồi, nhưng mà con này nó bị hô hào nhiều quá nên là mọi người đu bám rất nhiều, nên là bắt buộc cổ phiếu sẽ phải rũ, còn bao giờ đánh lên thì không biết đúng không ạ? Chúng ta chỉ tham gia khi cổ phiếu đánh lên thôi. Hà Đô này lại hôm nay tiếp tục sàn này. Đấy. Cũng không khỏe đâu đúng không ạ? Thể hiện với thị trường là một cái cây giật mạnh lại ngày 18 tháng 7 cũng không phải là khỏe đâu. Bởi vì sao? Bởi vì vốn thấp đúng không ạ? Hồi phục vốn thấp khi mà mới rơi như này không phải là một cái điều mà gì ạ, quá là tốt đúng không ạ? Nhưng ngược lại gì với thị trường thì để ý nhé, vốn vẫn to đúng không ạ, và trước 2 giờ vẫn có bull chart thì gì ạ, thì thị trường em đánh giá là chưa thể hồi được mạnh đâu, nó chỉ là hồi kỹ thuật thôi nhá. Bởi vì những cái nhịp hồi mạnh của thị trường bao giờ nhá, vọn thấp này đúng không ạ, bao giờ vọn thấp này đấy, và bao giờ vọn thấp và nó hồi trong nghi ngờ, không ai nghĩ nó hồi đúng không? Người ta sợ là hồi với thanh khoản thấp đấy, nhưng với điều kiện nó phải chiết khấu đến một cái vùng hỗ trợ nào đó đúng không, nó phải chiết khấu đến một cái vùng hỗ trợ nào đó đấy, và nó có những cái dòng mà nó hồi trước nó kéo thị trường đi lên thì lúc đấy mới là hồi thật. Còn hiện tại khi mà thị trường vẫn giảm và phân kỳ với nhóm ngân hàng như này thì đến lúc ngân hàng nó sẽ phải gì, nó sẽ phải điều chỉnh chứ đúng không ạ, sẽ phải điều chỉnh chứ đấy. Và một số những cái lưu ý bên phái sinh mà em nói với anh chị cũng rất là nhiều đúng không ạ, và tổ chức họ đang gom lo ở bên này. Đây, những cái lần mà thị trường thủng này thì xuất hiện những cái cây nến mua vào thanh khoản khá lớn này, chị nhìn này. Đấy. Đúng không ạ? Những cái cây rút chân này thanh khoản cũng khá lớn này. Đấy. Thì gì ạ? Đa số là gì ạ? Họ sẽ đợi nhà tư hoảng loạn và sọt xuống những cái vùng dưới và họ sẽ đỡ hết. Họ kéo long ngược lên để giết sọt nhá. Đấy, họ kéo long ngược lên để giết sọt, chúng ta có thể theo dõi quá trình mà phái sinh nó đang vận động như này. Đấy, nó vẫn chưa thủng hỗ trợ và nó có những cái phiên thu gom khá lớn, nên là anh chị có thể thấy được rằng là viên 30 này đúng không ạ, rút chân đẹp hơn index rất nhiều. Đấy. Thế nên là cái chiến lược ở trong thời điểm hiện tại là gì ạ, anh chị nên tranh thủ những cái điểm hồi của thị trường để anh chị cơ cấu những cái mã cổ phiếu mà đang kẹt ra, và chúng ta bắt buộc phải cắt lỗ anh chị nhá, bắt buộc phải cắt lỗ để gì ạ, để chúng ta bảo toàn vốn. Còn chúng ta càng chờ thì gì ạ, khả năng lỗ tiếp sẽ rất cao đấy. Mà anh chị hãy bỏ qua những cái tâm lý đó là cắt xong thì nó hồi nhá. Thế chuyện rất bình thường, ví dụ như cổ phiếu anh chị đợt trước anh chị lãi đúng không ạ, anh chị lãi mà anh chị bán đi nó có tăng tiếp thì chúng ta cũng tiếc thôi đúng không ạ, nhưng mà đấy là gì ạ, sau khi chúng ta đã có lãi, còn bây giờ chúng ta đã lỗ rồi đúng không ạ, tức là tiền không thể đẻ thêm ra tiền nữa, cổ phiếu không thể đẻ thêm ra tiền nữa, thì anh chị nên thu hồi vốn về nhá, nên thu hồi vốn về đấy. Còn để all in ở trong cái thời điểm hiện tại thì em đánh giá là chưa cao, bởi vì thị trường vẫn có những tín hiệu rủi ro nhá. Và hiện tại cái tỷ suất sinh lời và cái tỷ lệ thành công trong cái khoảng thời gian hiện tại là nó rất là thấp, vậy nên là khi mà thị trường khó rồi ấy, thì tốt nhất là nếu anh chị chúng ta cầm được những cái mã cổ phiếu giữ tiền được, dạng như là chứng lớn, dạng như ngân hàng, thì chúng ta có thể là nằm im quan sát. Và còn những anh chị nào chúng ta đang bị lỗ rồi thì tranh thủ thị trường hồi mà cắt nhá, mà cắt đi, em khuyên chân thành là như vậy. Em cũng không hô hào thị trường sập hay gì, nhưng mà sự thật là như vậy, sự thật là hiện tại đang gì ạ, đang rất là khó, chiến lược đánh vào thị trường rất là khó. Đấy, rất là khó, tỷ lệ sinh lời rất là ít. Nên không, em sẽ không liều mà khuyến nghị để mà gì ạ, anh chị có thể là lỗ thêm anh chị nhá. Ok, thì video nhận định thị trường của em đến đây là kết thúc, và cũng xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi. Anh chị muốn tư vấn về cổ phiếu hay là danh mục thì có thể nhắn tin cho em vào số điện thoại bên góc phải màn hình này. Đấy. Thì nếu anh chị thấy cái chiến lược đầu tư cũng như là những cái phân tích của em Minh
nó hợp lý và nó phù hợp với cách đầu tư của anh chị, thì anh chị có thể là về ủng hộ em Minh bằng cách là tham gia vào cái nhóm khách hàng đấy, thì có thể liên hệ với em một cái số điện thoại bên góc phải màn hình thì em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh chị nhé. Ok, thì xin chào và tạm biệt anh chị, chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và cái sự tăng giá bật ngược trở lại của thị trường vào ngày mai. Bye bye.